Sau gần 5 năm hoạt động, cùng với hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ tâm lý trong cai nghiện và chống tái nghiện bền vững, Trung tâm Truyền thông Viện PSD đã thực hiện gần 80 chương trình truyền thông phòng chống ma túy với nhiều chủ đề thiết thực, tạo được sức lan tỏa lớn trong cộng đồng như Vì một học đường không ma túy tới học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên trên nhiều địa phương trong cả nước. Ngoài ra, PSD còn tổ chức truyền thông, giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy, chống tái nghiện trong các trung tâm cai nghiện, các trường trung học phổ thông tại nhiều quận, huyện, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Năm 2015, Viện PSD phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội thực hiện chuyên đề Tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy cấp thành phố năm học 2015-2016 cho hơn 6.000 học sinh, đại diện phụ huynh học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tại 5 trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Năm 2016, Viện PSD phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre tổ chức chuỗi chương trình truyền thông Vì một học đường không ma túy tại 6 trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, 5 trường phổ thông trung học trọng điểm tại tỉnh Bến Tre. Kết quả, sau chuỗi chương trình truyền thông, có tới 17.000 học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được phổ biến kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công cuộc phòng chống ma túy. Thông qua các chương trình truyền thông, các em học sinh, các bậc phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường, đặc biệt là các học viên đang cai nghiện tại các trung tâm, không chỉ được cung cấp kiến thức về các loại ma túy, tác hại của từng loại ma túy, mà còn được trang bị những kỹ năng ứng phó trước các nguy cơ tàn phá của hiểm họa ma túy. Kỹ năng phòng, tránh tái nghiện tại cộng đồng, không ngừng đổi mới về phương pháp, nội dung, truyền thông phòng, chống ma túy tại Viện PSD, hướng đến mục tiêu sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả.